toàn thể cộng đoàn. Đoạn tin mừng của Thánh Luca chúng ta vừa nghe đã trình bày lại sự kiện Chúa Giêsu vào hội đường và Ngài đọc Kinh Thánh. Ngài đọc đúng cái đoạn tiên tri Isaiah mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất. Và khi Ngài đọc lên đoạn Kinh Thánh nói rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Cái sự kiện thật là kỳ diệu. Một cái điều mà có lẽ vinh dự cho con người, và cũng là một cái sứ mạng cao cả của con người. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương trần gian, Ngài đã ban Thánh Thần cho trần gian, đặc biệt là cho con người, để nhờ Thánh Thần mà con người được sống, con người được lớn lên, và con người được thể hiện chính cái điều cao cả của Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên nhờ Thánh Thần mà con người sẽ được thánh hiến và được sai đi để loan báo tin mừng tình thương của Chúa. Và chúng ta cũng hiểu rằng lời Isaiah đã loan báo và Chúa Giêsu lặp lại ở đây không chỉ dừng lại ở cái chỗ được sai đi để loan báo tin mừng, để nói lên cái lời tin mừng bằng miệng, nhưng mà còn để thực hiện những điều mà nó thể hiện được tin mừng, nghĩa là đem lại cái niềm vui, đem lại sự an ủi, đem lại sự hạnh phúc cho con người ở trong tình thương của Thiên Chúa, để diễn tả tình thương của Thiên Chúa bằng lời nói, bằng việc làm của mình cho anh chị em của mình. Và đó là cái điều mà Thiên Chúa mong ước, và đó cũng là điều mà con người khát khao kêu cầu, như bài đáp ca lúc nãy chúng ta đã lặp đi lặp lại. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần đến để Ngài đổi mới nhân loại, đổi mới bộ mặt địa cầu này, đổi mới bằng chính sự thánh thiện, đổi mới bằng chính tình yêu của Ngài. Và cái điều đặc biệt ở đây chúng ta thấy ở nơi Chúa Giêsu là khi Ngài đọc lại cái đoạn Kinh Thánh trích từ sách tiên tri Isaiah nói đến việc Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình và sức dầu sai mình đi loan báo tin mừng và làm những điều để thể hiện tin mừng, làm chứng cho tin mừng đó, thì Chúa Giêsu đã trình bày, đã giải thích lời Kinh Thánh, hay nói cách khác là Ngài giảng về đoạn Kinh Thánh đó. Ngài giảng thật là ngắn, chỉ có một câu, mà câu đó làm cho người ta thán phục. Lời đó là lời gì? Thưa anh chị em, đó là điều mà Chúa Giêsu xác định. Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai anh chị em vừa nghe, nghĩa là Chúa Giêsu muốn nói rằng cái điều mà anh chị em vừa nghe tôi đọc lại đó, nó đã ứng nghiệm trong cuộc đời của tôi, trong con người của tôi. Bởi vì quả thực Chúa Giêsu đã là một đấng được Thánh Thần sức dầu để sai đi từ trời xuống thế, để Ngài loan báo tin mừng cho muôn dân, để Ngài an ủi những kẻ sầu khổ, để Ngài giải thoát cho những kẻ bị giam hãm trong tội lỗi và sự chết. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã ôm ấp ở trong lòng và quyết tâm thực hiện bằng cả cuộc đời của mình, từ trời để nhập thế và
loan báo tin mừng. Và chính Ngài không chỉ loan báo tin mừng mà Ngài còn trở thành chính tin mừng sống động cho trần gian. Ngài đã dám sống và đã dám chết, đã làm tất cả những gì có thể làm để thể hiện tin mừng đó, để làm cho người ta đón nhận được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy một cái điều kỳ diệu, đó là chính Chúa Thánh Thần đã tác động được ở nơi Ngài, đã sai Ngài đi được vào trần gian này để Ngài loan báo tin mừng và trở thành chính tin mừng cho trần gian. Đó là một điều kỳ diệu mở ra cho chúng ta như một niềm hy vọng và vui mừng. Và đó cũng là một lời mời để cho tất cả chúng ta hôm nay, những con người đã được sức dầu ban Thánh Thần, để chúng ta được trở thành con cái của Thiên Chúa, để trở thành chứng nhân của tin mừng, trong việc bổn phận chúng ta phải làm nhân chứng cho tin mừng của Chúa ở giữa trần gian này, trong đời sống đức tin, trong niềm tin mến của mỗi người Kitô hữu của chúng ta, trong cuộc đời đầy đau khổ thử thách và cần tin mừng, cần lòng thương xót của Thiên Chúa đây. Đó là điều mời gọi từng người trong chúng ta. Và có thể nói hôm nay lời mời gọi đó được gửi tới một cách đặc biệt cho những em sẽ lãnh nhận cái đức thêm sức hôm nay đây. Chúng con rất thân mến, để chúng con sắp lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần cách dồi dào qua bí tích thêm sức, chúng con sẽ được đặt tay trao ban Thánh Thần, để rồi chính Thánh Thần của Chúa qua việc sức dầu đây sẽ thánh hiến chúng con, thánh hiến một cách đặc biệt cùng với sự thánh hiến ngày chúng con lãnh nhận bí tích sửa tội nữa. Thánh hiến để làm gì nếu không phải là để sai chúng con ra đi loan báo tin mừng? Có lẽ không phải để rồi đây chúng con ra đi mà giảng tin mừng như những nhà thừa sai, nhưng có thể nói khởi từ hôm nay chúng con được mời gọi để sống trong sự thánh hiến của Chúa Thánh Thần, sống trong sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, để chúng con phải sống khác đi. Để như Chúa Giêsu, con sẽ nói rằng mình đang làm ứng nghiệm cái điều mà Chúa Thánh Thần đã muốn và thực hiện ở nơi chúng con khi Ngài sức dầu thánh hiến chúng con. Nghĩa là từ nay một cách cụ thể, chúng con phải trở nên một cái tin mừng, trở nên một niềm vui, trở nên một niềm hạnh phúc, trở nên một quà tặng quý giá cho trần gian này, và gần gũi nhất cho cha mẹ, cho ông bà, cho anh chị em của chúng con trong gia đình. Rồi ở trường lớp, chúng con sẽ trở thành những con người tốt, những con người chăm học, ngoan ngoãn. Ở ngoài xã hội, chúng con là những con người gương mẫu, bởi mình sống theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Trong bài đọc thứ hai chúng ta đã nghe đó, Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống và cũng là nguồn mọi ơn phúc. Ngài ban cho mỗi người một cái ơn phúc, cho Ngài, cho mỗi người một cái đặc ân riêng, để mỗi người tùy theo khả năng mà Chúa Thánh Thần ban cho, chúng ta sẽ góp phần để đổi mới bộ mặt địa cầu này. Chúng ta sẽ làm cho tin mừng được trở nên sống động trong cuộc đời của từng người trong chúng ta, và cho xã hội này nhờ chúng ta, nhờ con người có Chúa Thánh Thần mà chúng ta sẽ góp phần đổi mới, góp phần làm cho vinh quang và tình thương của Chúa được lan rộng, được trở nên sống động và hữu hiệu trên trần thế này. Là chúng con cần ý thức được điều đó, và có lẽ mọi người trong cộng đoàn của chúng ta cũng cần ý thức được như thế, để chúng ta hôm nay mở lòng mình đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, và để cho Chúa Thánh Thần thực sự tác động được trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thể làm cho mọi người càng ngày càng nhận ra sự hiện diện với sự tác động thánh thiêng mà Ngài đã qua Thánh Thần ban cho trần gian, cũng giúp biến đổi bộ mặt địa cầu này, để thôi thúc và lôi cuốn biết bao nhiêu người
số người còn rất rất đông trên trần thế này chưa tin nhận Chúa, chưa biết được tin mừng mà còn đau khổ. Xin cho tất cả chúng ta ý thức được ơn của Chúa ban cho mình và cũng hiểu được sứ mạng mà Chúa gửi trao cho để mỗi người chúng ta cùng biết sống cách tốt đẹp hơn, sống cách xứng đáng như là một con người có Chúa Thánh Thần, được Chúa Thánh Thần thánh hiến và tin tưởng sai chúng ta lên đường loan báo tin mừng cho trần gian. Cách đặc biệt tôi cầu chúc cho cha Tông Chánh Xứ, giáo xứ Tâm Hội hôm nay cũng được luôn luôn sống vững mạnh và sống nhiệt thành kiên trung trong ơn Chúa Thánh Thần để cha có thể chu toàn nhiệm vụ của mình một cách tốt đẹp và làm chứng nhân cho tin mừng, như trở thành những chứng tá sống động cho tin mừng tình thương của Chúa nơi trần thế, nơi giáo xứ Tân Hội này. Amen. Mời các em sắp lãnh nhận bí tích thêm.